Xin chào các bạn. Lâu nay các bạn vẫn thường nghe nói ra rả về vấn đề đa đảng, nhân quyền, rồi tới nền kinh tế so sánh nước ta và các nước. Hiện nay tôi thấy như thế này, một số người Mỹ gốc Việt, đó là quốc tịch Mỹ, đó là công dân Mỹ. Ví dụ như những tên như David Lê, Benny Trương, Sô-pha Ngọc Nguyễn, vân vân và những tên theo sau nữa, luôn luôn có hô hào Việt Nam phải đa đảng thế này thế kia. Hiện nay tôi góp ý cho các vị thế này, các vị là một công dân Mỹ đúng không, thì tôi thấy các vị cũng nên tập hợp lại một số người Mỹ gốc Việt á, các vị đấu tranh biểu tình gì đó để các vị thành lập thêm một đảng mới có thể đa đảng tốt hơn. Như các vị vẫn thường rêu rao một chính quyền nào đa đảng vẫn tốt hơn, hiện giờ nước Mỹ có hai đảng thôi. Vậy bây giờ tôi thấy các vị là cũng nên tập hợp lại để thành lập thêm một cái đảng nữa để đấu tranh cho quyền lợi của người Mỹ gốc Việt ở trên đất Mỹ. Ví dụ như các vị lấy tên là đảng gì cũng được, hoặc là đảng người Việt lưu vong cũng được. Tôi thấy cái đó là bên hiện giờ á, là bên nước Mỹ á, thì một số cộng đồng người Việt cũng còn nghèo khổ, cũng còn thiếu thốn, hoặc có những nơi đối xử chưa được tốt. Thì các vị cũng nên đấu tranh với nước Mỹ để thành lập thêm một đảng nữa để giành quyền lợi cho nước Mỹ. Tôi thấy cái đó các vị làm được á, các vị đòi đa đảng á, thì các vị ở ngay trên đất Mỹ á, các vị là công dân Mỹ mà. Những cái tên như là Lisa Phạm hoặc là những tên mà mang quốc tịch Mỹ mà cứ chỏ miệng về Việt Nam mà đòi đa đảng thì tôi thấy các vị cũng nên có thể là tập hợp lại biểu tình ha. À, đấu tranh rồi nước Mỹ đã thành lập thêm một đảng nữa. À, các vị biểu tình thì cũng đừng nên bắt chước biểu tình như Việt Nam nha. Tôi nói cái gì trước á, đừng có ra đường chặn xe rồi nhảy tưng tưng lên rồi hô hào la hét á. À, rồi Mỹ nó mang xe rác tới nó xúc các vị, nó giục xe rác như là xúc vật thối đem đổ á. Việt Nam thì dễ lắm, ra đường nhảy tưng tưng không ai đánh không ai bắt hết trơn á, nhưng ở Mỹ là đem xe rác nó xúc các vị đi á. Thì thấy các vị cứ hô hào đa đảng thì tôi thấy rằng các vị cũng thành lập thêm một đảng nữa ở trên nước Mỹ á, để giành quyền lợi cho người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt á. Chứ tôi thấy bên đại Mỹ là nó có hai đảng, à đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, cho nên là không có cái đảng nào thuộc da màu hết để đấu tranh quyền lợi cho da màu. Thì thấy các vị mà lai căng á, mà cứ chống cộng cực đoan hoặc là mang danh là hoạt động chính trị đó, thì có vị cũng nhiều vị cũng giữ cũng xưng danh là nào là giáo viên, là học thức trí thức đủ hết á, thì các vị chắc cũng đủ trình độ để đấu tranh để đòi nước Mỹ để cho các vị được thành lập thêm một đảng nữa để đấu tranh cho quyền lợi của người Việt ở trên đất Mỹ. Chứ các vị đừng có chỏ miệng Việt Nam đòi đa đảng thì kia mất công lắm. Tôi thấy ví dụ như năm 1991 á, khối cộng sản của Đông Âu tan rã thì cái bọn phản động lưu vong á hí hửng lắm với khẩu hiệu là chuyển lửa về Việt Nam. À, nhưng tới bây giờ mấy thằng hô hào đó nó chết dần hết trơn, chẳng thấy chuyển cục lửa nào Việt Nam hết, mà chỉ lâu lâu là chuyển mấy cái thằng về phá hoại tới đâu thì bị bắt nhốt tới đó. Thì tới bây giờ là tới cái đám hậu vệ lại tiếp tục cứ nhai đi nhai lại đòi đa đảng. Thì tôi thấy rằng quý vị nên đòi đa đảng Mỹ á, vì các vị là công dân của Mỹ rồi. Chứ còn đừng có mong rằng đa đảng ở Việt Nam. Còn nếu có vị có can đảm nữa đó, thì tôi nói đây mấy cái vị mà chống cộng cực đoan hoặc mấy vị gọi là công dân Mỹ mà gốc Việt á, mà luôn luôn chỏ miệng về Việt Nam cứ đòi yêu sách để yêu sách kia đó, thì các vị nếu muốn đa đảng thì các vị cứ lột quốc tịch Mỹ trả lại đi, lấy quốc tịch Việt Nam được các vị về đây ha. Rồi các vị là thành lập thêm một cái đảng nữa để đấu tranh để cạnh tranh với đảng cộng sản,
chứ cái đừng cái chỏ miệng người đây suối người này làm suối người kia làm cái kia để người ta để gây thiệt hại thôi. Đây, các vị toàn là hoạt động chính trị trong phòng lạnh không à? Tôi thấy mà các vị la hoài, la đến mức độ mà mấy chục năm la rồi cái mồm nó thành già luôn, đúng không? Mồm thành già luôn, tôi gọi là già mồm á. Mà mồm nó thành già rồi cái nó gọi là mồm mọc lông luôn các vị. Cái gì mà chống cộng đoàn phản động nước ngoài đó, cái hồ đa đảng đó, cái gì nó mãi nhai hoài thôi, rồi cuối cùng mồm các chị nó cũng già rồi, nó mọc lông đầy mồm hết, chứ các chị đừng có nói nữa, không? Còn thí dụ như Việt Nam á, bây giờ chưa cần thiết phải đa đảng, các chị ráng sống đi, sống một thời gian cũng vài trăm năm nữa có thể cũng đa đảng đó, chứ còn giờ chưa thể là đảng được. Bây giờ các chị thấy không, bây giờ chưa đa đảng á, mà chỉ có vài nhóm thôi, đấy, vài nhóm thôi, gọi là hoạt động chống phá phản động á, chỉ mới vài nhóm thôi mà cũng chửi nhau, thì tôi nói chửi nhau là hơi quá nặng á, cái khái là cũng còn á là công kích nhau ra rã luôn, thì các vị thấy không, đó là chỉ vài nhóm đó chứ gọi là đảng nha, chưa đa đảng đó. Nhưng mà nếu mà đa đảng á thì chắc là đánh nhau cũng hơi vui á, có thể người ta nói rằng có con bà hay nói rằng vui như chợ Tết á, nếu mà đa đảng ở Việt Nam thì đánh nhau nhiều quá, đánh nhau vui hơn chợ Tết luôn. Cho nên thấy các vị thấy không, như vừa qua một số nước cũng đa đảng rồi đánh nhau trong quốc hội luôn, đánh nhau quốc hội là tức là không phải là vì quyền lợi nhân dân mà vì tranh giành quyền lực với nhau thôi. Trên đặc thù ở Việt Nam chúng ta phải nói rằng chưa thể đa đảng được theo lúc này, mà cái bọn chúng luôn luôn phá hoại cứ ra rã đa đảng, các vị nói hoài đâu có được đâu. Mà nay tôi diễn chứng lại, ý như Trung Quốc hơn 1 tỷ dân đâu cần đa đảng đâu, nhưng mà nó vẫn phát triển đất nước trở thành một cường quốc, một nước giàu có nhất nhì trên thế giới, cũng đứng ngang hàng với các cường quốc ấy. Thì nó chỉ cần một đảng, đâu cần đa đảng đâu mà nó phát triển được. Mà các vị cứ ra rã nào đa đảng này đa đảng kia, như Thái Lan đa đảng đấy, đa đảng rất nhiều đảng lắm á, mấy ba hai ba chục đảng luôn á, nhưng mà nước nó cũng vậy thôi chứ có hơn gì đâu, nó chỉ chẳng qua là đa đảng đi tranh giành quyền lực nhau thôi. Còn tiếp nữa là các vị có hôn nhân quyền, thì các vị cứ về Việt Nam đi, các vị có quyền được đi tự do khắp đất nước, cũng không như là bên Hàn Quốc là miền Nam không biết được miền Bắc, miền Bắc không biết được miền Nam, nhưng Việt Nam chúng ta là đi được khắp miền Tổ quốc, đi khắp nơi luôn, các vị có quyền tự do đi khắp nơi. Đấy. Nhưng mà các vị có một điều các vị nói là không có nhân quyền cũng đúng đấy, chứ là không có quyền cho các vị là hoặc là nhân cách người khác, không có quyền cho ăn trộm ăn cắp hoặc lừa đảo hoặc làm việc phi pháp, đó là không có quyền đấy. Hoặc là có những hành động chống đối phá hoại nền an ninh quốc gia thì các vị đâu có quyền đó, nên các vị la là không có nhân quyền ở chỗ đó, đó. Các vị đòi nhân quyền ở chỗ đó. Và nhân quyền ở Mỹ thì các vị thấy như này, nay tôi dẫn chứng cho các vị có hô hào nhân quyền, nhưng các vị là có dùng những hành vi rất là bẩn thỉu, rất là đê tiện. Đây, đây thậm chí như cái tên này, đây, các vị thấy không? Đó, mang cả những em bé của con gì Huỳnh Như mẹ đóng gì ở Nha Trang đó, địa tù á, đó, đưa em bé này lên để kết nối để kích động, thì rõ ràng là vi phạm nhân quyền rồi. Như nữa chính cái bộ mặt cái tên này thường hay hô nhân quyền nhiều nhất, nhưng chúng lại kích động một em bé gây hận thù với nhà nước ta, thì cái này vi phạm vào cái điều là sử dụng trẻ em dưới 18 tuổi, dưới 18 tuổi vào những mục đích không trong sáng. Nếu mà ở Mỹ á, mà gia đình em bé này mà thưa ra thì ở Mỹ ở tù hơi mệt á. Nhưng mà tên này lại kết nối đưa em bé này lên nói chuyện và gieo cái mầm mống hận thù vào trong đầu óc của trẻ em. Bọn chúng luôn luôn dùng những cái thủ đoạn đê hèn nhất để xúi dục những người dân luôn luôn chống đối chính quyền. Rồi ở tù á thì bọn chúng hả hê lắm.
Bọn chúng muốn là làm những cái việc gây hận thù để thỏa mãn cái ý của bọn chúng. Nhưng mà tác hại cho những người ở Việt Nam là nghe lời chúng xúi dục mà không hiểu hết được, mà làm những việc phi pháp, ở tù. Bây giờ chúng gieo cái mầm mống vào từ những trẻ em như vậy để kích động hận thù. Đấy. Như thế mà chúng có ra rã đội nhân quyền, rồi là quyền trẻ em. Đấy. Như thế chúng vi phạm rất trắng trợn, mà chúng, ví dụ như cái tên Benny Trương này là dùng những hành động, dùng bỉ ổi nhất để kích động từ trẻ em như thế. Thì các vị đội nhân quyền là quen việc chỗ nào? Luôn luôn là cứ gây kích động để phá hoại nền an ninh quốc gia, mà phá đầu độc từ trẻ em như thế này, mà chúng cứ ra rã đội nhân quyền. Nhân quyền của chúng là muốn làm gì thì làm, còn không chịu sống trong pháp luật của Việt Nam. Nhưng các vị có đội nhân quyền, nhưng mà các vị coi lại những cái nhân quyền các vị đang sống ở nước Mỹ như thế nào. Đấy. Thậm chí tôi cũng xin đọc lại là những cái tin nhắn của là người thực tế sống tại bên nước ngoài cũng đã từng nhắn về cho tôi và nói thực trạng ở bên nước như thế này. Cái hình ảnh nãy các vị coi rồi, thì đây có một cái nhận xét của kiều bào nước ngoài nói về cái việc vừa rồi. Tức là bọn nó đem một đứa bé con nít ra, nó tưởng rằng hay tài giỏi à. Người Mỹ họ biết được á, họ khinh khi và ghê tởm về nhân cách và đạo đức của bọn này. Người Mỹ họ nhìn vào là họ biết ngay bọn này huấn luyện cho trẻ em. Người Mỹ họ sẽ nghĩ rằng sao chính phủ Việt Nam không đi tìm để cảnh cáo phụ huynh, để điều tra cho rõ ai là người hại em này, đó là hại trẻ em. Vậy mà thằng Betty Trương nó nói chính phủ Việt Nam không có đạo đức. Nó nói đạo đức là trên hết, vậy nó huấn luyện cho em để thành kẻ tội phạm, vậy có đạo đức không? Nó đòi lật đổ chính quyền đảng Cộng sản vì đảng không có đạo đức. Hôm nay nhìn thấy cả đạo đức của bọn nó, đồ thằng chó đẻ, súc sinh, súc vật, đội lốt người. Lúc nào nó hô đạo đức vậy đó, đạo đức, nhưng mà chính chúng làm những hành vi không đạo đức. Chúng xúi dục cho em, kích động cho em gây hận thù. Đấy. Cho nên phải nói rằng là bọn chúng toàn là gọi là, tôi có thể gọi là cái loại mà mồm lông á, dân chúng là nói những cái điều dơ bẩn không thôi. Cho nên tôi nhắc lại á, là năm 1991 khối cộng sản Đông Âu á là tan rã, thì bọn phản động lưu vong hí hửng lắm, nó nói là cái này chuyển lửa về quê rồi, nhưng thực chất á là mấy chục năm nó chẳng chuyển được cái gì hết trơn, nó chỉ chuyển được mấy thằng phá hoại mà về tới đâu thì bị tiêu diệt tới đó. Đấy, chúng làm được cái gì, nhưng mà bọn chứ mà bọn bay mà cảm thấy không làm được thì thôi im đi, đừng có nên già mồm là rồi đây nhân dân người ta hiểu rõ cái bộ mặt tụi mày quá rồi, hiểu rõ bộ mặt là luôn luôn kích động hận thù và gây hận thù. Cái bọn nước ngoài á, bọn mà đang ở nước ngoài á, mà mang danh là hoạt động chính trị đó, đấy, luôn luôn gây phá hoại đất nước, thì dần dần á là tôi nghĩ rằng cái tụi mày riết là cũng mai một thôi, không thể là thần thọ được lâu đấy. Cho nên là các những kẻ mà cứ là cứ cứ hô hào là nào là nhân quyền, rồi nào là đa đảng, rồi so sánh nền kinh tế Việt Nam với nước, mà vấn đề này là các vị cứ nhai hoài à, nhai chắc khi bị chết rồi cũng vẫn còn nhai ngậm theo xuống mồ thôi, chứ không làm được gì đâu. Đấy, nếu mà phân tích sâu ra thì các vị thấy rằng không, hiện tại đất nước chúng ta nếu mà cho các vị về thành lập một đảng nào để cạnh tranh đảng Cộng sản thì chắc chắn là các vị không có thể cạnh tranh nổi đảng Cộng sản. Vì đảng Cộng sản quá tuyệt vời, nhân dân người ta đều thấy công lao của đảng Cộng sản hàng 80 năm nay rồi. Thấy chưa? Cho nên không thể nào mà các vị mà đòi thêm đảng này đảng kia để vào mà chia quyền, chia lợi, hoặc là gọi là người ta gọi là không làm mà đòi ăn đấy. Tôi nói thẳng như thế. Đấy, cho nên là nước Việt Nam chúng ta, như các vị thấy rằng bây giờ cứ ra rã đa đảng, thế đa đảng để cái gì lúc này? Nhưng mà chính các vị ở hiện giờ nước Mỹ thì tôi khuyên các vị nên ra đòi Mỹ đa đảng đi, thêm một cái đảng nữa để đấu tranh cho quyền lợi cho người Việt ở bên nước ngoài đó. Hiện giờ là chưa được tốt lắm á, thì các vị đấu tranh được thì tốt. Thì hôm nay tôi cũng nói sơ qua vấn đề như vậy. Đấy, thì các vị cứ suy nghĩ đi, và những tên mà luôn luôn có phá hoại đất nước á, và cái đòi đa đảng á, thì nếu mà đa đảng thì mà có ai cái khẳng định rằng đa đảng sẽ tốt hơn không?
nhưng mà không cần đa đảng. Nước Việt Nam chúng ta bây giờ không cần đa đảng, chỉ một đảng cộng sản thôi vẫn tốt, thấy chưa, mà rất ổn định chính trị, thấy chưa. Ví dụ như tôi ví dụ vừa rồi đó, chỉ có những nhóm này nhóm kia thôi ấy, mà còn thậm chí có lúc văn tục mạt sát nhau đó. Còn nếu mà đa đảng thì chắc còn đánh nhau vui lắm. Cho nên là bây giờ các vị thấy ông rất nguy hại, mà nhân dân người ta, dân ở Việt Nam chúng ta đều thấy rất rõ rằng không thể đa đảng được đó. Đa đảng thì chỉ gây thêm chia rẽ và mâu thuẫn, và chỉ thêm những người dân phải đóng góp nuôi thêm những cái thành phần này nữa. Thì hôm nay tôi chỉ nói vắn tắt là nhiều đó, và tôi xin chào tất cả quý vị và tùy quý vị nhận xét.